nhắc lại, trước khi làm màu bao giờ trắng đen cũng quan trọng, rồi cửa sổ là quan trọng, đúng không? Hướng của đầu dò là hướng của trục sóng âm, chiếu đây chiếu đây chiếu kia, giống như cái đèn pin vậy rồi đó. Như vậy khi cái tay mình điều chỉnh thì mình thay đổi cái góc, để thay đổi hướng của đầu dò là thay đổi góc theta, góc Doppler, các bạn biết rồi ha. Thì đặc biệt riêng cái phần đầu dò phẳng là khảo sát những cái gì rất là nông, rất là cạn ha, nhiều đồng mạch cảnh khác đồng mạch máu chi, nên mình có thể thay đổi cái góc được do mình ấn cái đầu này hoặc ấn đầu kia. Tôi đã làm cho các bạn xem rồi ha. Ví dụ như đây, ví dụ các bạn để song song với mặt da thì nằm ngang, còn mấy bạn chỉ cần chúi chút xíu thôi, các bạn sẽ tạo được mỗi góc ha. Chỉ cần ấn nhẹ xuống hoặc là ấn đầu này, như vậy mấy bạn chỉ cần ha, ví dụ như để ngang vậy. Các bạn nói ha, lần trước mình cũng nói nếu tình huống như vậy mấy bạn bỏ màu lên rõ ràng là cái máy nó không có biết hướng nào đâu nha. Đó, ví dụ như để như vậy chứng tỏ là góc 90 độ máy không hiểu, góc máy bắt buộc phải tạo một cái góc. Như vậy trước khi tạo góc bằng điện tử thì mấy bạn tạo bằng tay, mấy bạn lấy cái tay mình ấn nhẹ xuống chút xíu thì mấy bạn thấy mình tạo ra được một cái góc. Như vậy cái mạch máu nó hướng phía dưới nó chạy lên, mình chỉ ấn nhẹ xuống lên cái đầu ha, thì nó tạo góc như vậy rồi. Thì khi lúc đó mấy bạn để hộp màu lên thì mấy bạn sẽ thấy là đó, rõ ràng rồi, là cái hướng nó hướng. Như vậy để hộp màu lên đây là hình chữ nhật, có nghĩa là hoàn toàn là chùm sóng âm theo hướng của cái chùm sóng âm này mà không bị bẻ lái cái tia chùm sóng âm. Cái cách thứ hai là không thể thay đổi cái hướng của cái tay mình được thì người ta sử dụng cái tính năng thuật toán thì người ta sẽ bẻ chùm sóng âm theo hệ thống vậy được không? Nhưng mà giống như cái đèn pha vậy, hướng này hướng khác nhau. Trong tình huống này để cho nó góc tốt nữa thì mấy bạn có thể là hướng như thế này, các bạn bẻ steering đó, nghi qua vậy đúng không? Như vậy là có hai cách để tạo cái góc Doppler càng tiến tới không. Góc càng không thì cos không thì bằng 1. Điều đó là cái giá trị tín hiệu cao nhất. Còn ngược lại mấy bạn, nếu mấy bạn để tay mà mấy bạn để đủ mà cái góc dưới 60 thì mấy bạn không cần chỉnh cái hộp steering này, mấy bạn thấy nó có nhiều nấc lắm. Nè, qua nữa là như vậy tại sao ta làm trong tình huống này? Như vậy trong một số tình huống là mình không thể thay đổi cái tay được, tay đưa vô chỉ có một cửa sổ thôi, thì lúc đó thì cái điện tử nó giúp cho mình thay đổi cái góc để mình tạo được cái góc Doppler dưới 60 độ thì cũng có giá trị. Rồi vậy ha, đây là cái hộp màu. Thì nhắc lại, nếu hộp màu mở càng lớn như thế này, hộp màu càng lớn là độ phân giải về thời gian sẽ mất đi, là cái độ mờ độ nhòe của cái hình. Nên thông thường đối với Doppler nhắc lại mở tối đa là nửa hình trắng đen hoặc tối đa là 2/3 cái khung hình trắng đen mình đang khảo sát. Tương tự với bụng khảo sát gan, những cái gan lớn thì mình chỉ cần khoảng 1/2 là ok rồi ha. Mình lưu ý về mặt kỹ thuật khi mình làm. Rồi như vậy thì ở trong tình huống này mấy bạn có thể bẻ góc như này hoặc có để mấy bạn để như thế này. Rồi bữa hôm mình học rồi đúng không? À, cái góc này, cái màu này nó gọi là do cái tín hiệu nó phụ thuộc vào áp lực tâm thu tâm trương. Như vậy có áp lực rất cao và áp lực rất thấp, đỉnh tâm thu cuối tâm trương. Như vậy cái phổ màu này nó sẽ thay đổi theo cái thời gian mình bắt. Ví dụ như thời gian này, ví dụ như để như vậy, cũng trên một cái hình này quay ngược lại, cái này là thời điểm nào, mấy bạn theo mấy bạn nghĩ cái này thời điểm nào? Nhìn qua đây màu nó gọi là unit, đồng nhất, còn qua đây không có đồng nhất. Trên một mạch máu, trên một cái thang màu như nhau, như vậy ở từng thời điểm như vậy thì cái vận tốc này nó ảnh hưởng trên cái thang màu, đúng không? Nếu như vậy thì chứng tỏ là 14 này có khả năng là huyết áp cuối tâm trương trung bình, ok, nhưng đỉnh tâm thu thì nó trở nên nó quá nó bị vượt ngưỡng nên nó nhiễu. Nó nhiễu toàn bộ. Hiện tượng vượt ngưỡng chỉ xảy ra ở một điểm khi vận tốc cao nhất, nhưng ở đây là tất cả đều cao. Nói cách khác, mình bắt con cá rô mà mình lấy lưới cá lồng tóc, nguyên cái lưới chỗ nào nó cũng rung lên, nó không thể rung ở một điểm. Như vậy trong tình huống này, giả dụ trên một cái hình này tôi tách ra hai cái hình, tôi hỏi màu này
tín hiệu màu này là do cái gì? Thì các bạn, à đây là khảo sát độ mặt cảnh chung để vận tốc tín hiệu là 14 cm/giây là thấp quá. Thì trong tình huống này, ở cái moment, ở cái thời điểm này mình bắt là bắt tín hiệu của đỉnh tâm thu quá cao nên nó vượt ngưỡng. Thay vì màu đỏ nó biến lại màu xanh. Cái gì vượt ngưỡng thì quá cao nó cut off đem xuống dưới. Cái gì quá thấp thì vượt ngưỡng thì nó kéo lên phía trên đường nền. Thì tương tự giống như là mình làm phổ, tí hồi mình xem lại ha. Thì trong tình huống này thì mấy bạn quay qua đây thì sẽ giải thích cái này đồng nhất tại vì cái thời điểm này. Nếu là câu hỏi thì màu này đồng nhất, vậy thì thời điểm nào mình khảo sát ở trên cái phổ cái hình tín hiệu màu này, đây là cuối tâm trường để nó thấp. Nhớ nhắc lại, tín hiệu màu chỉ cho ta đo vận tốc ước lượng trung bình của dòng chảy, không nói được dòng chảy tuyệt đối là bao nhiêu, không có đo được 83 cm/giây, cái đó là phổ. Còn màu là đo giá trị trung bình. Rồi bây giờ trong tình huống này, để cho cái màu mà nó đẹp, tại vì mình biết cái đây là cuối tâm trương, mà mục tiêu của mình đo là đo gì? Đỉnh tâm thu, định luật Bernoulli, đúng không? Bộ nguyên tắc của mình đó là vận tốc suy ra mức độ hẹp. Vậy thì trong tình huống này mình phải thay đổi thang màu. Ở đây thang màu mình để có 14 à. Cái này mình dự tính mình để lên khoảng chừng 60-70, chứ không có để 14. Để 14 thấp quá. Các bạn ha, bây giờ mình thử là mình nói được thì mình làm được. Đây, giờ mình chỉnh lên ha. Sẵn nói luôn. Rồi, trên hình này, trên này thì không thấy gì tín hiệu này, ở dưới này thấy có tín hiệu là một trong những cái ảnh giả soi gương là qua cái mặt phẳng của cái thành mạch máu phía sau. Tại sao phía trước này đâu có gì đâu mà soi, nghĩa là tín hiệu này soi qua cái mặt gương là cái thành sâu của mạch máu, thì đây là tín hiệu soi gương. Còn khi hình ảnh nhiễu màu hoặc là tràn màu thì tràn là tràn hai bên, nên là phía trước cũng có ảnh màu nằm ở ngoài mạch máu, phía sau cũng nằm ngoài mạch máu, các bạn lưu ý ha. Ở đây. Giờ mình tăng cái thang màu lên nha. Các bạn coi lên thử khoảng 60 đi. Rồi, cũng màu này. Nhưng mà cái chớp này là cái tính đồng nhất màu này ở đỉnh tâm thu để phần cao. Để mình nâng cái thang màu lên cao rồi. Như vậy cái vận tốc nó phải đủ cao để mà bắt được cái tín hiệu, thì chứng tỏ tín hiệu màu này sẽ hỏi tín hiệu màu này ở tâm thu hay tâm trương, thì tụi em mới suy ra mình nhìn vận tốc nó 55 chứng tỏ phải đỉnh tâm thu nó phải cao hơn. Rồi mình bắt thử cái phổ để mình lý giải được cái vận tốc này ha. Rồi đúng hay không? Giờ mình bắt thử cái phổ. Rồi chỉ cần vậy thôi. Giờ mình tạm thời coi như góc mặt là đúng chút xíu đi. Thì mấy bạn đo thử ha. Rõ ràng cái này nếu đo vận tốc cuối tâm trương thì nó khoảng 10 mấy. Thấy chưa? Nên hồi nãy mình để thang màu 14 mà mình bắt được màu đồng nhất thì phải tương ứng với điểm này. Nó phải liên quanh ở dưới này. Mấy bạn hiểu ý tôi nói không? Còn bây giờ mình bắt 55 thì cái này phổ này nó khoảng 100 thì chắc chắn nó phải từ đây trở lên. Nên cái màu này mà mình bắt được là cái màu của từ đỉnh tâm thu trở lên, gần gần đỉnh tâm thu. Còn hồi nãy cái màu mà đồng nhất vậy là cũng gần gần cuối tâm trương. Nên nhắc lại, tín hiệu màu là tín hiệu trung bình thì mình ước được, ước đoán được. Nên nhiều khi mấy bạn nói, ủa sao em để lưới màu nó thấp quá mà sao nó đồng nhất? Vậy là em phải đến thời điểm để thể hiện màu trùng vào thời điểm của tâm trương thì vận tốc sẽ đúng không? Ba pha lên thì cao xuống thấp, thì để thời điểm thấp đó nó rớt vào cái khung cái lưới màu của mình, nên cái đó nó không phải là đồng nhất. Nhưng mà ngược lại, em dùng cái lưới màu 14 cm/giây hồi nãy thì nó vượt ngưỡng. Mà vượt ngưỡng, nhắc lại, vượt ngưỡng đây không phải là vượt ngưỡng toàn bộ cái tính đồng nhất toàn bộ là nó bị nhiễu màu hết. Làm lại thử ha. Rồi mình làm cái góc rất là tốt rồi ha, để màu vô. Giả dụ mình để màu thấp, để lại cũng ha. Nhắc lại, mấy bạn đừng quá nặng nề cái chuyện màu. Thì
hiểu, nhưng màu nó không quyết định tổn thương mạch máu, không quyết định, nó chỉ định hướng cho mình làm tiếp những cái gì đó thôi. Ví dụ mấy bạn để màu 10 cm/giây như thế này, vậy hình này có giá trị chứng khoán gì? Giá trị thứ nhất là giá trị fill in, là lấp đầy mạch máu, chứng tỏ không có mảng xơ vữa. Thế rồi, ý nghĩa nó vậy đó. Tôi đâu có coi màu để mà tôi đánh giá vận tốc, nhưng tôi để màu như vậy mà tất cả những cái bờ của thành mạch rất là đều, không có một miếng mảng xơ vữa nào hết, lấp đầy fill in. Còn em để như vậy mà tự nhiên nó khuyết miếng, là một số trường hợp mảng xơ vữa nó không phải phản ứng kém mà nó là phản âm, có phản âm echoic hoặc là phản âm dày. Hiểu ý nói không? Nên sử dụng fill in để biết rằng trong lòng có phản âm hay không. Mấy bạn nhiều khi nó cũng, nhiều khi em siêu âm trắng đen em đã thấy rồi, thầy đâu có cần phải màu đúng. Nhưng có những lúc sử dụng siêu âm trắng đen không đủ. Hiểu không? Ví dụ trong mạch chậu trong nó hơi sâu quá, các bạn chỉnh gan không bao giờ nó màu đen, máu nó phải màu đen mà nó lờ mờ. Thì trong tình huống đó mấy bạn bỏ màu lên, mấy bạn sẽ thấy không có hiện tượng fill in lấp đầy. Còn sau khi mình chỉnh này xong, mục tiêu mình đo vận tốc mình vẫn phải quay lại sử dụng phổ. Cái ý nghĩa của nó là vậy. Nên khi mấy bạn bỏ màu lên, mấy bạn không cần cố gắng chỉnh cho đẹp lắm, không cần đẹp. Nó giả dụ như ông này, tôi siêu ông trắng đen, tôi nhìn như vậy với cái này, tôi nói ông này cái cổ gì là đẹp không, lớp intima hai mt ha, intimo media thickness, độ dày của lớp nội mạc, nội mạch nó ok, ví dụ vậy. Hoặc là em sau này nó có mấy cái phần mềm, em chỉ cần để như vậy xong em đánh dấu mấy điểm thôi, đánh dấu một hai điểm tự động nó vẽ luôn mạch máu, nên là không, máy nó hiểu rồi. Nhưng trong tình huống khó mình phải biết sử dụng tính năng màu nó giúp mình gì. Thì cái này tại vì cổ nó nông quá, dễ không sao. Vậy không? Vậy là mình biết rồi, thì mình chỉ cần bỏ màu ra. Mục tiêu bỏ màu để gì? Nhất là xác định mạch máu, thứ hai là mình định vị để mình đo cái vận tốc. Nên trong tình huống này đây. Rồi. Trong tình huống đó thì bây giờ như thế này. Nếu câu hỏi thi tín hiệu màu này, có nhiều câu hỏi trong này đúng không? Tín hiệu màu này ở động mạch cảnh trung nằm ở thời kỳ tâm thu hoặc tâm trương. Cái này là tâm trương, tâm thu, tại vì nó nhiều hơn. Câu hỏi thứ hai, tín hiệu màu này là do cái gì? Khắc phục bằng cách nào? Thì tụi em mới nói khắc phục bằng cách là gì? Chỉnh thăng màu cao hơn, thay vì mình đo 10 cm/giây. Nên khi mấy bạn làm, mấy bạn thực tập, mấy bạn sẽ chỉnh. Mình nói được thì mình chỉnh được, thì mình thay đổi thì nó sẽ đồng nhất. Rồi, cái này mình. Còn ngược lại, ta để như này. Câu hỏi thi khác. Rồi. Để màu như vậy. Rõ ràng cái này là về mặt technique là hoàn toàn sai. Hộp màu, góc nhọn của hộp màu lúc nào cũng cùng hướng với phương của mạch máu. Góc nhọn hình bình thành là hộp màu này không được đi ngược. Thằng giống như đánh chéo vậy đó, thằng đi lên hướng này. Còn mở hộp màu như vậy thì máy nó không hiểu. Nên mấy bạn câu hỏi thi là dòng chảy này theo hướng nào, thì mấy bạn sẽ nói sai. Tại sao? Tại vì hộp màu để sai. Góc nhọn của hộp màu lúc nào, hình bình hành lúc nào cũng hướng theo phương của mạch máu. Vậy trong tình huống này có hai cách sửa. Một là sửa lại như vậy, đây là góc nhọn nó phải hướng theo hướng này. Thấy chưa? Cùng theo phương của mạch máu. Phương mạch máu hướng lên thì thằng này hướng lên. Hai thì mình sửa lại cái tay mình, nghe để dày thì tôi phải sửa cái tay tôi lại, tôi phải sửa theo hướng này, để thì đúng cái phương nó ngược lại thì góc nhọn nó hướng theo. Mấy bạn nghe ngó thì vậy, nhưng mà dù khi mấy bạn không quen, mấy bạn để cái góc, nên khi mình làm mình trả kết quả siêu âm ra, người ta nhìn vô là người ta biết bạn mới biết làm hay không, để cái góc đúng hay không. Nên đầu tiên phải để cái góc cái trắng đen đúng, trắng đen đúng phòng bỏ màu lên, bỏ màu lên về không đúng mình sửa lại mới đúng, sửa hợp màu lại cho đúng. Rồi cái này thang màu thấp quá như vậy mình chỉnh lên, chỉnh lên ha. Rồi chỉnh lên.
đây mấy bạn chỉnh đúng là nó đẹp à. Bạn chỉnh đúng là nó đẹp, nó không có vấn đề gì. Được chưa? Cặp màu. Nhắc lại, đây là double shift dương, đây là double shift âm, đây là đường nền. Như vậy hướng tới đầu dò là màu đỏ, đi ra khỏi đầu dò là màu xanh. Như vậy mặc định tôi đang siêu âm động mạch cảnh thì đây là tim, hướng này hướng tim, đây là hướng đầu. Bình thường máu phải chảy từ tim lên đầu, như vậy hướng đúng. Thì một số bệnh cảnh máu đi ngược lại từ đầu xuống tim, điều đó mình làm mình phải nhớ là người ta hướng dẫn là vậy, nhưng mình phải hiểu chứ. Người tự nhiên hỏi tôi là thầy nói gì kỳ quá, mặc định máu phải từ tim lên đầu, tại sao nó từ đầu xuống tim, vậy mới có chuyện nói chứ. Nên nhắc lại, đây là trái tim, đây là cái đầu, thì máu đi từ dưới này lên trên, dưới này lên trên thì mặc định theo cái phân bổ của mình để hướng tới đầu dò đúng không? Đi ngõ này là hướng tới đầu dò, hướng tới đầu dò theo quy định trên màn hình. Và trên đường nền, trên đường nền là màu đỏ như vậy là dòng chảy đúng. Nói vòng vòng mà hiểu không? Lại thử em, mình đổi cái khác. Giờ mình đổi reverse, mình đổi là màu xanh. Đừng quan tâm là mình phải quan tâm đến nào. Một cái là tự nhiên nó xảy ra như thế nào, đó là hiện tượng. Một cái là quy định của mình khi khảo sát. Hai cái đó nhập thành một thì nó ra đúng là đúng. Rồi, tự nhiên máu phải bình thường phải từ tim lên não. Đúng không? Trên cái bố cục màn hình mình khảo sát có nghĩa là hướng tới đầu dò. Như vậy là trên này quy định hướng tới dò là màu xanh, mà thực tế nó xảy ra màu xanh thì là đúng. Hồi nãy mình màu đỏ, tại vì màu đỏ tại mình quy định nó là màu đỏ, mình sử dụng cái quy định của mình để mình khảo sát. Nói như vậy để mấy bạn sẽ tất cả thay vì bây giờ khảo sát cái này, khảo sát động mạch khoeo thì máu là phải từ này từ tim xuống tới chi dưới đúng không? Thì vậy mình cũng khảo sát cái hướng đi cho đúng. Hoặc là khảo sát một cái thông nối cửa chủ, trong trường hợp sơ gan mình đặt cái thông nối cửa chủ thì mình phải biết hướng đi. Hoặc là sơ gan máu chảy hepatofigo, figo có nghĩa là máu hay đi tới gan thì đi ra khỏi gan, có nghĩa là gan mà giờ nuôi bởi động mạch thôi, còn tĩnh mạch cửa là nó vẫn lưu, thay vì máu nó đi vô gan màng cửa thì nó đi ra khỏi gan màng cửa. Thì mấy bạn thấy ủa, lúc đó sẽ có cái hình thi cho mấy bạn thấy tự nhiên ủa tĩnh mạch cửa đáng lẽ để ra đầu dò đây nó màu đỏ, tại sao nó màu xanh? Thì lúc đó mấy bạn trên bệnh nhân này sơ gan, dòng chảy này dòng chảy không đúng. Như vậy trong tiêu chuẩn ghép gan nếu dòng chảy như vậy thì lại không được ghép. Nên vai trò Doppler trong gan nó là vậy. Mấy bạn hiểu ý không? Mình phải đánh giá cái hướng dòng chảy. Rồi bây giờ mình tương tự động mạch cảnh thì song song. Hồi nãy giờ mình nói động mạch cảnh nhưng mình nói động mạch là động mạch Doppler, mạch máu ngoài sọ. Nhưng cái miệng mình quen nói là cứ xem là mạch cảnh, xem là mạch cảnh, thật sự nó là mạch máu ngoài sọ. Mạch máu ngoài sọ còn có gồm có hệ thống cảnh và hệ thống động mạch đốt sống đúng không? Thì đốt sống nó nuôi phần não sau, cảnh thì nó nuôi trước và giữa, đúng chưa? Như vậy đốt sống cũng là quan trọng, mà một cái mình khảo sát y chang động mạch cảnh chung. Nó đây động mạch cảnh thì bây giờ mình đúng không? Mấy bạn hiểu cái hướng dòng chảy có cần phải giải thích lại không? Tới hồi qua động mạch cảnh chung mà động mạch cảnh trong tương tự như vậy, nói chung nó phải đi lên. Rồi, động mạch. Khi mấy bạn mới vô tìm động mạch cảnh thì mấy bạn đơn giản ha, mấy bạn thường thông thường thì mấy bạn cứ làm đồng dò ngang cũng được. Nói chung mình khảo sát trắng đen vậy đó. Đây, mình thấy đây là động mạch cảnh. Hướng lên động mạch cảnh chung. Lên đây. Mình cứ dòi ngang theo đây, lên tới ngang đây chia đôi động mạch cảnh trong, mà đây là động mạch cảnh ngoài. Mấy bạn về học là giải phẫu ha, động mạch cảnh trong và đi ra hướng ra phía sau lên nuôi não, còn mạch cảnh ngoài ra phía trước vô trong đúng không? Entero medio đi ra phía trước và vô trong để nuôi phần cơ mặt, còn cảnh ngoài cảnh trong thì nó đi ra sau posterior và lateral, đi ra phía bên và ra ngoài. Nên mình trên đầu dò cắt ngang nè, thì mấy bạn ở bên này là trong, bên này là ngoài. Vậy thì từ dưới lên trên,
mình sẽ biết động mạch cảnh trong nó phải đi vô trong, tại nó nuôi phè phần cơ mặt. Thì lên đây nó chia làm đây là động mạch cảnh cảnh ngoài, cảnh trong là đi ra đây. Ha, thì mình phải tập mình tìm. Như vậy đây là động mạch cảnh ngoài, đây là tĩnh mạch cảnh thì mình đè nhẹ nó xẹp nè. Thấy chưa? Động mạch thì không thể xẹp, không có cái động mạch nào mấy bạn đè xẹp nổi đâu. Rồi, đây là động mạch cảnh ngoài thì mấy bạn xoay lại, mấy bạn tạo góc. Rồi, khi siêu âm động mạch cảnh cũng vậy, ví dụ ông này dễ ốm, cổ cao, dễ làm, nước nhẹ lên mấy bạn có thể lót ở dưới đây chút xíu. Thấy không? Mình để động mạch cảnh ngoài đây, động mạch cảnh trung đây. Bây giờ mình vuốt nhẹ ra bên ngoài, ra phía ngoài phía sau để mình tìm động mạch đốt sống. Cái móc tìm động mạch đốt sống là hai mấy cái bọng ngang. Nói thử ha. Đây. Rồi thấy bọng ngang chưa? Thấy bọng ngang đồng nghĩa ở đây là động mạch đốt sống. Ông này thì dễ quá, là cái cổ ông không ấm, dễ tìm. Những mấy người mà cổ ngắn ha, thì khó tìm. Cổ ngắn bự nữa. Đây, như vậy đối với động mạch đốt sống các bạn thấy tìm dễ không? Không gì khó hết. Có nghĩa là đây là động mạch cảnh trung, xếp ra ngoài chút xíu là động mạch đốt sống. Nhiều khi mấy bạn muốn thấy rõ động mạch đốt sống, mấy bạn phải làm cho cái hình nó tối chút. Rồi, trong tình huống này nó sẽ gặp cái khó khăn của mình sẽ vì do cái bóng lưng. Nên rõ ràng mấy bạn cái đoạn này, phía sau cái bóng lưng này mấy bạn không khảo sát được. Như vậy mấy bạn khảo sát từng đoạn thôi. Nên động mạch đốt sống người ta đây, là ngó này. Rồi bỏ màu lên. Rồi. Đây, chảy từng đoạn, mình khảo sát được một đoạn. Đoạn này, tới đây, không thấy được vì nó, vì cái bọng ngang nó trắng mất sống âm, thấy được. Thì tương tự, khi các bạn thấy như vậy, thì mấy bạn sẽ bắt cái phổ dễ dàng lên. Rồi bây giờ nói về hướng dòng chảy tương tự với động mạch cảnh trung. Đây là cái tim, đây là cái đầu, máu từ dưới đi lên. Được chưa? Như vậy thì cái này hướng tới đầu dò, quy định trên đường nền màu đỏ, thực tế nó xảy ra màu đỏ thì đây là dòng chảy đúng. Thông thường đối với những cái dòng chảy chạy ngược, nó không xảy ra ở động mạch cảnh trung mà xảy ra ở động mạch đốt sống, mà xảy ra ở động mạch cảnh trong. Nên mấy bạn phải cẩn thận. Cảnh trung thì hầu như không có chảy ngược, một là hẹp, hai là tắc. Còn chảy ngược chỉ xảy ra ở động mạch cảnh trong, cảnh ngoài và động mạch đốt sống. Tại sao xảy ra sự cố đó? Chúng ta có một cái collateral bản thể, đó là vòng Willis ở trên này, đúng không? Khi hẹp, khi tắc mọi thứ, dù có những người mấy bạn sẽ siêu âm thấy tắc luôn hoàn toàn hệ thống động mạch cảnh bên này mà nó vẫn sống rất là khỏe. Nó tắt từ từ, bên này nó bù trừ, thì cái động mạch cảnh bên này nó bự lên, nó sẽ lên, nó nuôi cho não. Nên lúc đó mấy bạn sẽ thấy, ồ, cái nào nuôi, cái nào hướng dòng chảy rất là lạ. Nhưng đó là chuyện bình thường. Thì đây là cái hướng chảy đúng. Về mặt phổ, nhắc lại, qua động mạch cảnh ngoài. Rõ ràng trong tình huống này màu không quan trọng, màu chỉ cho tôi định hướng thôi, tôi không quan trọng định màu mà tôi quan trọng cái phổ. Vậy đối với phổ tôi cũng xác định được hướng của dòng chảy. Trong tình huống này màu ok, cổng thu tín hiệu để ok, góc Doppler cũng ok, 58, 57 độ ok, phổ thì không được ok. Bây giờ nhiệm vụ của mình là kéo cái phổ xích xuống thì nó mất cái đầu rồi, nó mất cái đỉnh tâm thu rồi. Cái đỉnh tâm thu nó nằm đâu mấy bạn? Nó nằm ở đây nè. Nó cao quá thì nó cắt, nó đem xuống dưới nè. Bây giờ nhiệm vụ mình thấy kéo cái baseline xuống dưới đây, để cho thằng này nó nhảy vô lại, vô khung lại. Đúng chưa? Như vậy trong trường hợp phổ này thì mình kéo cái đường baseline xuống. Đường baseline của phổ thông thường nó nằm khoảng chừng 1/3 kể từ dưới trở lên là đẹp nhất. Đừng có để cao quá, một nửa hoặc là thấp. Để khoảng 1/3, ví dụ như đây là 3 phần thì cái đường baseline nó nằm đây.
Dựa trên đường baseline này, mấy em vẫn biết được hướng của dòng chảy. Cái nào trên đường nền là hướng tới đầu dò. Cái này trên đường nền hướng tới đầu dò, thằng này có nghĩa là máu chảy từ tim lên trên đầu. Còn ngược lại, nếu nó chảy ngược lại thì phổ phải nằm dưới đường nền. Nó tương tự với mạch, nó tương tự với mạch. Các bạn hiểu ý không? Làm lại thế ha. Rồi, có màu lên ha. Bỏ phổ lên. Kéo đường nền xuống. Khi mà tụi em để vậy, mình thấy cái tay mình lệch rồi. Mình quay lại để mình coi nó nằm đâu. Hay mình lệch mục tiêu rồi. Mình phải tìm nó lại. Kéo đường nền xuống chút xíu nữa. Rồi, đi thi mà bắt được cái phổ vậy là ok. Đấy, bắt phổ động mạch cảnh chung vậy. Em thấy cửa sổ trắng đen ok, mạch máu ok, vị trí để sample volume là cổng thu tín hiệu ok, góc Doppler ok, phổ đẹp. Phổ đẹp gồm có đỉnh tâm thu, đúng không? Cuối tâm trường, cửa sổ phổ. Đo RI, chọn xuống RI, chữ RI. À. Rồi, đỉnh tâm thu, viết cuối tâm trường, viết. Rồi, câu hỏi thi này. Phổ này sử dụng đo RI, nó nghĩa là những thông tin từ cái khảo sát này có thể sử dụng được hay không? Thì mấy bạn phải đánh giá. Thứ nhất, trắng đen, rõ ràng. Màu rõ ràng, cửa sổ phổ đúng, góc Doppler đúng, thu phổ đúng. Nên RI này mấy bạn có thu thập được, mấy bạn có thể sử dụng được. Rồi, câu hỏi thứ hai, nhìn vô này. Hỏi này là phổ này của động mạch cảnh nào? Thì mấy bạn một là trả lời chung là đúng nhất, đúng gần gần đúng là trong, nhưng mà không phải cánh ngoài. Để chung là pha trộn của trong và ngoài. Trong là ưu thế, tại cái mạch máu lên đây là nương, cái đầu là ưu thế trong cái nương cái mặt, hiểu ý không? Nên cái này là động mạch không thể nào trả lời, hoặc là chọn câu sai để chung trong động mạch đổ sống, hoặc là động mạch nói về phổ rồi, hoặc là động mạch cánh ngoài, thì đây là động mạch cánh ngoài sai. Tại động mạch đổ sống nuôi não, động mạch cánh trong nuôi não, động mạch cánh chung cũng nuôi não, nên RI của nó phải sao? Phải thấp. Trong tình huống này nó phải 0.79. Còn ngược lại mình làm cái kia nó sẽ lên đến 0.90 mấy. 90. Hiểu ý không? Như vậy là cái này là phổ đẹp, đúng. Rồi. Giả dụ cũng vậy, nhưng mà người ta để cái góc sai đi. Người ta để góc này cho tụi em mà tụi em nhìn không rõ. Đúng không? Anh để như vậy. Anh sẽ hỏi tụi em là khảo sát mạch động mạch cảnh chung tín hiệu như vậy sử dụng được hay không? Tụi em nhìn vô thấy góc Doppler 21 độ quá em, nhưng sai. Để cổng thu tín hiệu không song song với phương của dòng chảy, góc nhỏ nhưng phải song song, chứ không phải mình ép nó nhỏ. Như vậy trong tình huống này muốn chỉnh sửa lại trên hình này đổi kỹ thuật gì sai, tụi em phải nói để góc Doppler không đúng, lúc này em phải sửa lại vậy. Đó. Khoảng 60 cỡ đó quả mày. Hiểu chưa? Góc nhỏ là một chuyện nhưng tuân thủ nguyên tắc phải song song với phương của dòng chảy, chứ không phải là nhỏ xíu mà lại nó không song song. Sai cái ý nghĩa của nó. Rồi. Trong tình huống này hồi nãy hỏi nó là hỏi phổ thôi, về cái RI thôi. Nhưng hỏi đây là có phải của động mạch đốt sống hay không? Chắc chắn không, thì đâu thấy mũ ngang đâu. Động mạch đốt sống đâu có chỗ nào mà thẳng tưng dài thòng lòn gì mà có thể thấy được. Nghĩa là về mặt hình ảnh không đúng. Giải thích là phổ thì cho em hiểu. Nhưng thực tế hình ảnh không bao giờ, tại mình biết rằng nó phải có mấy cái mỏng ngang của thân đốt sống, đúng không? Đó, bắt thì dễ, cái hồi phim mấy bạn bắt đầu tay chân cứng nhắc à. Học đánh đàn đánh hồi thì được, nhưng mà mới đánh thì chưa gì đó, tự nhiên quay qua lại thấy mất cái tay rồi,
mà cái cổ là dễ làm nhất. Đến hồi mấy bạn làm thận là mấy bạn mệt, làm hồi nản lắm, phải tập hồi thì sẽ được. Rồi, nó là hai động mạch đốt sống cũng tương tự, để cổ để màu lên. Động mạch đốt sống mà mấy bạn để màu thường trung bình, mấy bạn để khoảng 20 cho tôi độ ok. Đừng có để cao quá, để cái lưới cao quá, cái tín hiệu dù ông này cũng dễ đó, cái cổ ông cũng... Nên mấy bạn chỉnh này, thay vì ở đây để 49 đúng không, các bạn để thấp xuống thôi, để khoảng 20 đến 30 là ok, đúng không, thì cái màu nó đẹp hơn. Rồi sau đó dựa vô màu mấy bạn cắt cho cổ. Đó. Nghe cái phổ khác không? Rõ ràng ARI thì rất là thấp so sánh với cái động mạch cảnh chung hồi nãy. Mình đo thử đỉnh tâm thu, đây, cuối tâm trương, đây, ARI nó có 0.66. Nhắc lại, những gì cơ quan chuyển hóa cao thì ARI nó thấp. Có nghĩa là đỉnh tâm thu là cuối tâm trương nó đều vô rất là đều đặn, não nuôi đều, thận gan đều, ARI thấp. Còn cơ vân muốn ARI thấp, chuyển từ ARI cao xuống ARI thấp là phải exercise, tập thể dục. Dù nãy giờ tôi nói nhiều vậy thì chắc ARI của tôi, động mạch cánh ngoài của tôi nó sẽ hạ, thay vì 0.9 thì nó sẽ xuống 0.8, để máu phải nó nuôi liên tục. Còn nãy giờ mấy bạn ngồi mấy bạn không nói gì hết thì chắc chắn ARI của động mạch cánh ngoài mấy bạn khoảng 0.9, đúng không? Bữa hôm tôi nói rồi, mấy bà bán ở chợ chắc ARI lúc nào cũng 0.7, để chửi quá mà bán cá chửi liên tục. ARI nhìn vô phổ này chỉ có hai cái tình huống xảy ra dựa trên nãy giờ mình nói, đó là ARI thấp xảy ra ở những nơi chuyển hóa cao. Ví dụ cái này hỏi phổ này xảy ra ở động mạch cánh ngoài đúng không? Không, mấy bạn nhìn vô, nhìn cái phổ, và thứ hai là nhìn cái vị trí khảo sát, cái này chỉ có xảy ra cánh trong hoặc là phòng mạch đốt sống. Rồi bây giờ mình lên cánh ngoài và cánh trong ha. Mấy bạn có thắc mắc gì cái chỗ này không? Cái phổ như vậy. Rồi, mấy bạn hồi nãy thấy cái này khác với cửa sổ phổ này không? Hồi nãy rất là sắc nét. Lý do không có cửa sổ phổ. À, vậy mình có rất nhiều cái lý do mình mất cửa sổ phổ. Một trong những mất cửa sổ phổ ở tình huống này là do cái gì? Cổng thu tín hiệu mình để gần bằng luôn mạch máu, nó vẫn còn chút chút. Khi cửa sổ phổ mất đi, khi nào em mở cổng thu tín hiệu càng lớn, có nghĩa là nhỏ to hút hết. Còn khi mà cổng thu tín hiệu em bỏ 1/3 giữa, giống như mạch cảnh chung hồi nãy, có nghĩa là em bắt những nơi có dòng chảy cao thôi. Những mạch máu nó sát, giống như nước chảy sát thành mạch, máu chảy sát thành mạch, tụi em không bắt. Nên cửa sổ phổ nó rõ ràng, nó sắc nét. Như vậy một trong những cái mất cửa sổ phổ đó là cổng thu tín hiệu mở gần bằng khẩu kính của mạch máu. Cửa sổ phổ là quan trọng. Người ta nói xóa cửa sổ phổ trong tình huống dùng như dòng chảy cao, dòng chảy xoáy nước gì đó thì xóa tính sau. Nhưng này là cửa mất là mất do yếu tố kỹ thuật mình làm, chứ không phải do bệnh lý tạo ra. Tại vì bệnh lý tạo ra bắt buộc xóa cửa sổ phổ kèm theo gì? Nó gọi là broadening spectral broadening, có nghĩa là xóa cửa sổ phổ kèm theo thick systolic thiết là cao. Ví dụ vậy, cuối tâm thu, đỉnh tâm thu, cuối tâm trương nó phải tăng, nó đi nó theo một bộ bất thường. Còn cái này xóa cửa sổ phổ là do yếu tố kỹ thuật, nên đỉnh tâm thu vẫn bình thường, cuối tâm trương vẫn không thay đổi ha. Rồi thử lại ha, mình qua mình nói là mình làm được, mình đây. Hôm nay mình để khoảng chừng 50 đi ha, cái này đọc cảnh chung. Thu cổng thu tín hiệu, bỏ vô, đưa vào. Thấy cửa sổ phổ sắc nét không?
là do mình bỏ 1/3 giữa khẩu kính của động mạch cửa, xin lỗi, khẩu kính của động mạch dẫn chung nó lớn hơn là cái này, nên tụi em thấy cái cửa sổ cổ rất là sắc nét, đỉnh tâm thu cuối tâm tương. Còn trên này tụi em thấy ở đây là chỗ này ha, nó xích lên đây, nó gọi là up shock, có nghĩa là cái độ nghiêng, độ nghiêng này là up shock, nó lên nhanh, chiu chiu, rồi cầm cái ống nước, cái pin hose bóp cái xịt tiệt sáng, piu, nhưng bóp quá, giống như hồi nhỏ thì tè, mấy nhỏ không biết mấy bạn thích nó bắn xa, cái thằng up shock. Thì ở đây nó có hai điểm để mấy bạn sẵn nói với bạn nghe, hoặc là nó dùng cái slope, có nghĩa là mấy bạn đặt ở đây một cái nè, rồi mấy bạn đặt lên này, rồi tôi bỏ cái này, nó rất là nhiều thông số. Giả dụ mấy bạn để đây một cái, mấy bạn để trên này một cái, rồi có nghĩa ở đây là vì nó quá gần nhau hai điểm, nó lên lên đỉnh tâm thu liền, pick lên đỉnh liền, thì ở đây thật sự là cái tam giác, nó có một cái tam giác chiếu xuống, thì nó đây là cạnh huyền và xuống đây là cạnh của tam giác vuông, đúng không, chiếu xuống thì nó quá gần nhau đi, hầu như bạn không thấy. Trong tình huống up shot này nó không được đỉnh, không có đỉnh, thì mấy bạn đòi hỏi mấy bạn phải tách cái điểm này vì hai điểm gần quá. Bây giờ làm sao tách ra hai điểm để mấy bạn thấy, thì cái máy nó giúp mấy bạn, nó gọi là sweeping, kéo, cái nghĩa là kéo từ từ để mấy thấy, kéo dài ra cho thấy. Đó, tôi làm cái sweeping để cho mấy, sẵn cho mấy bạn coi, để trong một số bệnh lý mấy bạn phải áp dụng kỹ thuật sweeping, còn không có thì mấy bạn giống như xử lý phim vậy đó, đúng không, nó làm nhanh quá không thấy, vậy thì giống như diễn tả chậm lại chút xíu thì mấy bạn sẽ thấy hai cái điểm nó tách ngõ thử ha. Đây tốc độ sweeping thì tôi em biết. Hiểu không? Kéo nó ra, thì nó phải tách hai cái điểm ra quá nhanh, con mắt mình nhìn không kịp. Giống như cái gì quá nhanh thì bây giờ mình làm kéo ra, thì lúc đó mấy bạn có để ở đây điểm rõ ràng, mấy bạn dễ làm không? Ở đây điểm thấy rõ ràng, thấy cái độ nghiêng không? Thực sự về mặt kỹ thuật xử lý thôi, nó cũng là một, mình không có làm thay đổi cái, nhưng nó tách ra. Thì trong tình huống ví dụ như hẹp động mạch thận luôn chẳng hạn, thì tới cái bài đó mấy bạn thấy kỹ thuật này cần thiết, thì kỹ thuật này có thể áp dụng trong bất cứ chỗ nào, thì mấy bạn tập làm sweeping cho nó quen. Thì trên máy nó có, nó sẽ tập cho mấy bạn này, sweeping tốc độ cao, tốc độ, hiểu không? Ông này ông nhịp chậm, ông đập bịch thật, có nghĩa là quá chậm, thì mình phải gom lại mấy nhịp vô trong cái, thì mình làm sweeping thay vì kéo dài ra thì gom nhỏ lại. Mình phải hiểu ý nghĩa từng cái một. Đây. Thì cái nhịp nó dậy hơn. Thì trong tình huống người ta làm nhịp nhanh thì mình lại kéo giãn ra, người ta làm nhịp chậm thì mình làm nó dậy lên. Để ý. Rồi cảnh chung được rồi, bây giờ mấy bạn qua cảnh trong và cảnh ngoài ha. Ở đây. Đẩy lên trên này. Đi lên. Đây này chia làm đôi ha. Bây giờ mình thử cảnh trong của bạn này ha. Cái này giống cái cây gì thôi. Để thì mình phải chỉnh ngược lại, mấy bạn đồng ý không? Mình phải chỉnh theo hướng này, tại cái, mình để cái phương mình máu nó khác rồi. Rồi, đây là cảnh ngoài nè, trong trong nè, đây là cảnh ngoài nè. Bây giờ thử nếu mình thấy cảnh ngoài, mấy bạn quan sát cái cách xuất hiện màu, mấy bạn cũng đoán được cảnh ngoài. Cảnh ngoài tại vì nó chỉ sống bằng đỉnh tâm thu thôi. Chúc, chúc, chúc.
còn cái cảnh trong rất là chậm lại. Nhìn cái phổ màu, thì cái phổ màu nó phản ánh qua cái sao, cái âm thanh mấy bạn nghe đó, mình nhìn là mình phải quan sát, nên mình nhìn cái màu là mình biết. Mấy bạn nhìn cái màu này mình biết đây là fistula, động đến mạch thông nội, con phẹt đi chứ nhìn vô là mình biết thằng này hẹp, nhìn vô là biết, giống như nhiễu, ảnh nhiễu. Mấy bạn chỉnh, mấy bạn mới nói ở cái này vượt ngưỡng, nhìn vô là biết ảnh nhiễu, này nhiễu đều hết, để lưới màu thấp quá nhìn nó biết là nhiễu. Nhìn phải tập quan sát cái màu, thì khi quan sát vậy nó có nhiều thông số làm cho bạn tự tin đó. Tôi không dựa phổ, tôi không dựa vào đó, dựa âm thanh, tất cả như đó, nó mà hiệu ứng mà, đúng không? Thì đây mấy bạn ngó đây ha, đây ngó cảnh trong này. Thấy không, nó khác không? Nhìn màu thôi nghe, chưa đoán nha, chưa lấy phổ nha. Rồi thử phổ ha. Cảnh trong RI đo thử, nói được làm được, thấy phổ nè, nghe âm thanh của mấy bạn nghe không quen, từ từ mấy bạn nghe quen, nhưng mà mấy bạn sẽ phải thuyết phục bằng nhiều cái. Thì đo RI thử, RI đỉnh cuối âm dương 70. Rồi bây giờ qua cảnh ngoài thử. Lên đây, ở đây cảnh ngoài, cảnh ngoài là phía trên nè. Giờ thử coi thử nó chớp sao ha. Phía sau là cảnh trong, phía trên là cảnh ngoài. Rồi, thử ha. Cảnh ngoài sống bằng đỉnh đồng thu rồi, đúng chưa? Rất là cao. Xuống này chín mấy thì bản thân nó cái phổ nó, nên hỏi cái phổ này của động mạch đốt sống hay động mạch cảnh trong, hoặc là cả hai đều sai, nó thuộc vào động mạch cảnh ngoài. RI càng cao động mạch cảnh ngoài, ngó RI bao nhiêu, 90 mấy, hiểu chưa? Nghe thấy ê ổng quá ha, nhưng mà tập làm rồi sẽ nhận diện. Cứ chỉ cách làm là vậy. Rồi có nhiều cách biết phân biệt trong ngoài. Thì theo tôi thì người Việt Nam thì không cần, dựa vô màu, dựa theo hướng đi, dựa vô cách bắt phổ, dựa vào RI mấy bạn chắc chắn phân biệt trong ngoài. Đến hồi khi đi thi hỏi bắt phổ động mạch, muốn thăm chúng phổ động mạch cảnh ngoài mà tìm không ra, mà đưa ra động mạch cảnh trong lấy chịu này, không thể nào sai, trừ khi thằng người mẫu nó bị bệnh. Thằng sát nhau. Tự nhiên em nói là dạ thầy, đây là động mạch cảnh ngoài, em đo RI có 50-60 là chết rồi, ngoài nó phải cao, đúng không? Vậy thì mấy bạn ngó này, lên đây mấy bạn ngó hai cái ha, về ngoài nè, trong nè, ngoài nhắc lại ha, đây trong mở phổ ra thử, trong tự tin phải trong. Bây giờ rồi coi ngoài, ngoài hai cái khác nhau ha, ngoài xếp ra đây, khác cái máu mạch này chảy cho nuôi cơ vân hoàn toàn khác, hiểu không? Rồi nãy giờ biểu diễn bên phải, bên trái thử bên phải cái ha, mọi cổ qua em. Rồi cho mượn bên này chút xíu ha, tương tự như vậy thôi, xui xẻo đừng lựa mấy ông nào cổ ngắn và mẫu, mấy ông cổ ngắn lựa thi bốc thăm siêu âm bìu được lắm. Đây đi lên là lên trên cao tách làm đôi, đúng không? Tương tự mấy bạn đó, không có gì khó khăn. Ví dụ như trong tình huống trắng đen, mấy bạn thấy lớp nội mạc rất là rõ, không gì khó khăn. Để màu lên sai rồi mình phải sửa tổng thu tín hiệu lại,
thấy không? Nếu bạn sửa thì nó sẽ đẹp đẽ thôi, chắc chắn nó đẹp, để đúng chắc chắn nó ra đúng, đúng chưa? Rồi không rồi mình bỏ cổng thu tín hiệu lên, sửa lại góc lại cho đúng, lấy màu xanh thì mình invert cho nó. Hỏi gì không? Mấy cái kỹ thuật sơ sơ ba bốn cái động mạch này phải bắt bắt chỉnh cho nó đẹp rồi phải tập lại. Công thức RI, RI là bằng đỉnh tâm thu trừ cuối tâm trương chia cho đỉnh tâm thu. Còn cho min cho trung bình, nó có công thức á, thì đó em bấm trên máy là em dựa, em dụ đây nè, cái này công thức mà thì như trong bài có đưa rồi, trên máy tự đo là tự đo nè, em cứ chọn vô xong là đúng rồi đúng không, em chọn RI rồi, giờ nào đây vô RI nè, bấm RI, em chọn đỉnh tâm thu theo đúng theo công thức của mình, em click cái em xuống cuối tâm trương, hiểu không? Đó là chữ S là systolic velocity, chữ P là chữ peak đỉnh màn hình đó, đỉnh của vận tốc tâm thu, N là cuối cùng, N diastolic velocity là vận tốc cuối trong trường. Em đâu có tính gì đâu, em hiểu công thức thôi, còn máy nó tính. Bởi vậy em khi mà tụi em làm mạch máu mà tụi em làm tốt rồi đó, còn lại là tụi em interpret, tụi em giải thích lý giải, còn máy nó làm ấy. Em làm em đo rồi em đo này tùm lum, em bấm nút, vấn đề là em thu thập dữ liệu này phải đúng thì nó mới có giá trị, còn em thu sai thì em không đọc được. Cho đó cái kỹ thuật siêu âm mạch máu là phải đòi hỏi như vậy, em phải có khái niệm giường mạch máu thấp giường mạch máu cao, đó là nó nằm trong bài thuyết động đó. Còn lại em làm kỹ thuật đúng là ra đúng. Em siêu âm động mạch thận em thu thập dữ liệu, à cái này tôi thu đỉnh tâm thu này, xóa cửa sổ phổ này, à, tỷ lệ vận tốc giữa động mạch thận và động mạch chủ bụng nó vậy vậy vậy, hầu như em đúng. Còn khi em thu dữ liệu sai, có nghĩa là nguyên liệu sai, thì em nấu em cúc nó lên chỉ có cả cái nồi đã bị lù. Nên nguyên tắc của Doppler là phải đúng, à vậy đó, nên nó đo chính xác, tại nó đo nó định lượng mà. Chị đo ra bao nhiêu cm dây là nó chính xác. Nếu chị đo sai thì để góc sai thì nó có định tính, bán định lượng, ví dụ màu là bán định lượng, ước lượng, đúng không? Và có định lượng là phổ là đo chính xác. Nên chính vì nó cho mình những thông tin đó. Rồi. Thôi động mạch cảnh hôm nay tới đây thôi, để mấy bạn tập. Hỏi đi, tôi muốn các bạn hỏi thôi đi. Thấy có một cái mà anh đau á, có một cái phần cái chân ở dưới nó lọt xuống khỏi đường nền thì cái đó có ảnh hưởng gì không? Không phải cái đỉnh mà cái đầu, cái chân thôi. Của nguyên tắc của một cái phổ, mấy bạn làm sao là mấy bạn mất cái này kệ mấy bạn. Để cuối cùng cái thông tin mấy bạn thu thập mới là quan trọng, thu thập để làm gì? Giả dụ như trong này cái phổ cái biên độ đạt tới 100 cm/giây thì mấy bạn mất 5 cm/giây phổ đâu quan trọng. Tự nhiên mấy bạn để cái phổ ra mấy bạn chỉ còn được cái đuôi thỏ này thôi, mấy bạn mất hết dưới này, mấy bạn để hai wall filter độ lọc thành cao quá, có nghĩa là dưới 20 cm/giây mấy bạn mất hết, tự nhiên mấy bạn đưa cho tôi một cái phổ con khúc này, cái phổ đó đâu có ý nghĩa. Nếu mấy bạn chỉ có khúc này thì mấy bạn không có cuối tâm trương thì mấy bạn đâu có đo được RI. Tại trong tiêu chuẩn chẩn đoán hẹp là có đỉnh tâm thu, có cuối tâm trương, có cửa sổ phổ, có RI, có PE, như vậy là trên một cái phổ phải đủ giá trị của nó. Còn ở đây em có mất đi chút mà nó vẫn lòi ra được cuối tâm trương thì đủ sai, không đẹp thôi, không đẹp thôi, nhưng mà nó đủ tiêu chuẩn. Mấy bạn hiểu ý không? Trong tình huống này giả dụ ở đây là 100 cm/giây, cái phổ này nó còn có 15 cm/giây, nhỏ xíu ấy. Mà mấy bạn đem đi cắt một cái 5 cm/giây, có nghĩa là cái tỷ lệ mà mấy bạn cắt nhiều quá, 20-30% phổ thì không còn hình dáng phổ nữa.
Nên cuối cùng mình hiểu được ý nghĩa, mình hình vẽ gì kể. Giống như hồi nãy tôi nói màu, mấy bạn hiểu màu để làm gì? Màu để định hướng chúng ta lấy thêm những thông tin khác. Rồi mấy bạn xử lý màu cho đẹp, mấy bạn có thể để cái màu nó hơi gớm gớm, nhưng mấy bạn vẫn biết rằng à, mục tiêu là fill in, đúng không? Tại vì mấy bạn làm màu như vậy, giả dụ như đây, mấy bạn thấy một cái tấm đen nằm giữa mảnh máu như là, mấy bạn sẽ nói, dạ, chỗ đó nó có vấn đề gì không này? Câu hay, vấn đề gì là vấn đề gì? À, một là hẹp, hai huyết khối, ba nó cột, động mạch cảnh nó làm gì đó. Nếu em nghi ngờ chỗ đó là vì màu thay đổi, vì không có màu hay gì, em tập trung vô, em chỉnh góc lại, tự nhiên fill in. Hiểu không? Giống như em khảo sát sơ gan, hoặc là ung thư gan xâm lấn, hoặc ung thư thận xâm lấn trên mạch chỗ dưới, em sử dụng màu. Một ung thư xâm lấn thì giữa cái ung thư nó sẽ có những cái gì? Mạch máu nó đi xuyên qua những cái huyết khối đó. Đó, thì đó, tất cả là gì? Gợi ý, gợi ý. Có nghĩa là ngoài cái trắng đen ta, bây giờ ta thêm màu, cho ta nhiều cái dữ liệu. Ngoài cái màu đó theo kiểu Doppler là spectral, cho ta thêm dữ liệu. Ví dụ như em làm trắng đen, em làm dọc, làm sao biết hồi nãy máu chảy vào gan hay đi ra gan? Sao biết? Hồi nãy em sử dụng trắng đen làm sao biết máu đi lên não hay là đi xuống khỏi não? Hiểu không? Đó, nên về mặt nó cho mấy bạn biết về mặt huyết động. Ngoài cái chuyện hình thái ở đây là huyết động. Là máu chảy hướng này, hướng kia nó hẹp hay không hẹp. Rồi tự nhiên tại sao có nhìn gan ông này cũng ngon lắm sao, nhưng bụng uống nước không? Nhìn xét nghiệm, đọc xét nghiệm cũng ngon, đạm cũng thiếu rồi cái gì sao tự nhiên sao? À, nên có một cái ca mà vừa rồi làm, nó là một cái cyst đường tiêu hóa, các bạn thấy rất là hay. Cái cô bé hôm nay tốt rồi, một năm mấy, có nghĩa là bổ sống, gan thì bình thường, bụng nước, kịch bản không rõ nguyên nhân. Không rõ nguyên nhân. À, gan rồi cũng coi ngon nhưng mà bụng lúc nào không có nước. Dùng lợi tiểu của quản hết. Siêu âm quản không thấy ra. Cái tự nhiên gặp tôi thì thấy gì là lạ rồi, tôi ngồi tôi mò siêu âm coi cái phổ, cái tĩnh mạch trên gan, cái kỳ vô con bé này cho cái phổ tĩnh mạch không phải bất kỳ gì, nghĩa là cái đường output, cái đường led outlet của nó ok lắm tự nhiên. Nhưng mà khi chỉ ok ở tư thế nằm nghiêng, nó nằm trên giường mà nó nghiêng qua thì sao, nó nằm ngửa lại thì cái phổ nó thay đổi. Coi kỹ lên trên thì thấy nó một cái cyst của đoạn 1/3 dưới của thực quản, có nghĩa là cái outlet lúc mà thoát về nhĩ phải thì chỗ nó bị chặn ở tư thế nằm ngửa. À, cái phổ nó nghĩa nằm ngửa thì cái cục nó đè lên cái đỉnh mạch ở dưới, cái trung tâm sau sẽ nằm nghiêng qua này thì bả không bị gì á. Có nghĩa bả rồi sáng ra thì cái tư thế bả bình thường thì không sao, tối về mà nằm xuống thì sáng ngày mai cũng mà có nước, cái nó mất cái áp lực cơ mặt. Cuối cùng ca đó rất là hay, ca đó là bỏ dây lông mổ cắt cái chiếc đi. Mà khi mà nó mất cân bằng vậy, nó tạo ra những cái tuần hoàn quan hệ. Đúng một năm sau bây giờ không chữa gì hết, phải ra không miếng nước nữa. Cắt một cái cyst đường tiêu hóa cũng bằng khoảng 3 cm ngay cái đường thoát. Nó ý là có nghĩa là chính nó gợi ý về mặt huyết động cho mình, cho mình thấy cái này đi tìm cái căn nguyên tại sao. Nó nên khi mà mấy bạn học về huyết động thì tự nhiên mấy bạn nói, ủa tại sao mấy ông thường giãn tinh mạch thường tinh là giãn ở bên trái mà không giãn bên phải? Đó, vừa hôm tôi nói rồi, do cái dẫn đường dẫn lưu thoát của tinh mạch tình của tinh hoàn trái đổ vào thận trái, nó vuông góc rất là khó thoát. Giống như dòng chảy mà tới đó tự nhiên vuông góc là khó, mà chảy xuôi theo dòng thì nó dễ. Hiểu ý không? Nên nhắc lại cái Doppler hay nó là nằm ở chỗ đó. Đó, nó cho mấy bạn hướng tới thêm thông tin cho mấy bạn đó. Ở đây nó không có gì khác biệt, nó hơn thông tin, thêm thông tin. Mà mấy bạn làm một cái sướng nữa là real time, khác với CTMRI. CTMRI là từng cấp, từng moment, mất. À, chụp thì động mạch, chụp thì tĩnh mạch, tiên đoán giữa hai thì không hay không. Nên một trong những cái sử dụng tính năng này mà mấy bạn sử dụng chất cản âm đó, mấy bạn nghe cái các cản âm, ví dụ như u gan mà bơm thuốc cản âm vô, mấy bạn nhìn vô nó là một cái movie, chứ không phải như CTMRI là chất thuốc systemic qua venous ở đây vô đây canh me 30 giây sau nó sẽ tới gan, canh cái mô mình nó chụp phạt cái, chờ đến nửa 60 giây chụp phạt cái, hiểu ý không? Còn này em bơm vô, em để cái đầu dò em thấy bò vô sao nó đi ra thằng
nên nhắc lại, học cái Doppler là mình phải hiểu ý nghĩa. Còn mấy bạn technique, mấy bạn tập, tôi chỉ mấy bạn được thì mấy bạn tập được, mấy bạn tập được thì nó cũng chỉ phục vụ cho phần mình học. Nhưng mà cái đó mình sẽ nhớ, mình làm một lần mình sẽ nhớ. À, đi lập cách hồi nghe nói dễ, bỏ lên Doppler 30 giây xong. Giờ cao huyết áp loại từ hẹp động mạch thận. Mấy người Việt Nam uống nhau làm khỏe lắm, làm mấy người Mỹ bên Tây nó như cái lu mới mệt chứ còn mình không gì đâu. Rồi nghỉ ha, thứ mấy thi? Thứ năm thầy. Thứ năm thầy. 30 để cho cái tình hình nó đỡ căng thẳng. Chỉ còn duy nhất thì mấy bạn cứ cố gắng làm. Vì vấn đề là tôi hạ cái RI nó thấp, mình lấy chỉ cái giá trị 20% thôi, hiểu không? Cái công thức tính BI như thế này là S trừ D chia A, S là trung tâm thôn, B là cuối tâm trương, A là trung bình. Một cái là chia cho đỉnh tâm thu lại, một cái là chia cho trung bình. Trung bình là lấy đỉnh tâm thu cộng tâm trương chia 2. Nhắc lại nên mấy bạn không có căng thẳng, thì thật sự cái lớp cái phần nâng cao của mấy bạn tập trung nhiều vô Doppler, phần kia chỉ là cái phần bonus, hiểu không? Nên cũng đừng có căng thẳng quá, tại tôi đọc cái đề rồi, tôi đang làm mà tôi cũng không biết gì hết. Do đó mấy bạn cũng giống tôi nên không thật tập trung nha. Vậy là vui vẻ ra, đăng lễ cho nó vui. Nên mấy bạn cũng học, cũng tập những cái bài thầy cô giảng thì mình cứ coi qua những cái slide thôi.